Hello, xin anh em. Ngày hôm qua thì DJI đã tung ra cái firmware thứ hai kể từ khi ra mắt DJI Osmo Pocket. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem là cái firmware 1.3.0.20 này có những thay đổi gì đặc biệt nhé. Cái thay đổi đầu tiên trong cái firmware mới này đó là họ đã bổ sung thêm cái tùy chọn chỉnh frame rate ở trên cả hai định dạng, đó là 4K và 1080. Chúng ta có thêm điều chỉnh là 25 frame, 30 frame, 50 frame, 60 frame. Trước đây thì chúng ta chỉ có thể điều chỉnh cái này thông qua app DJI Mimo mà thôi. Thứ hai là về tùy chọn panorama 3x3. Ngày trước thì panorama 3x3 thì nó vẫn bị giới hạn cái góc độ. Tuy nhiên thì lần này họ đã hỗ trợ thêm panorama 3x3 khi mà cái trục này nó quay giữa cái khoảng là âm 20 độ và 80 độ. Điều này giúp cho cái việc chụp ảnh 3x3 panorama nó linh hoạt hơn mà không bị giới hạn về góc độ cho lắm. Cái nâng cấp thứ ba là một cái nâng cấp rất là lớn về mạng quay phim. Đó là khi mà chúng ta sử dụng kèm theo app DJI Mimo thì nó sẽ tăng cái khả năng ActiveTrack. Nghĩa là thay vì ngày trước nó sẽ active vào khuôn mặt, active vào face, thì nó lần này nó sẽ active thêm từ phần đầu cho đến phần vai. Rất là thuận lợi cho bạn nào làm vlog. Trước kia khi mà mình làm vlog bằng DJI Osmo Pocket thì nó chỉ active vào phía khuôn mặt thôi, nên là cái phần tóc của mình bị crop khá là nhiều, đôi khi là không lấy được toàn cảnh. Mình nghĩ đây là một trong những cái tùy chọn update rất là lớn và cần thiết dành cho anh em nào làm vlog hiện tại. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được sự hoàn hảo bởi vì chúng ta vẫn phải sử dụng đến app DJI Mimo. Nó vẫn chưa thể hoạt động độc lập được, nên là mình nghĩ là trong tương lai chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm. Cái nâng cấp thứ tư đó là tăng cái tốc độ thời gian khi chúng ta turn off, tắt cái máy này đi để nhét vào trong cái case nó nhanh hơn. Cái nâng cấp thứ năm đó là nâng cấp về cái khả năng cân bằng ở trong gimbal. Mình nghĩ là nó sẽ cải thiện thêm về cái khả năng khi mà chúng ta đi lại. Thường thì sẽ bị dính cái trường hợp là bước chân lên xuống khá là nhiều, bởi vì cái gậy gimbal này nó hơi ngắn, nên là khi các bạn quay làm vlog hay là quay những cảnh cinematic thì vẫn bị cái tình trạng là hình hơi bị nhấp nhô, nhìn sẽ rất là đau mắt. Cấp thứ 6 là nâng cấp về tăng khả năng ActiveTrack trong hai trường hợp, đó là Portrait là chế độ chân dung, và thứ hai là Flashlight khi chúng ta để như thế này. Cái nâng cấp thứ 7 đó là cái bản vá lỗi dành cho cái trường hợp là cân bằng trắng. Đó là trong nhiều cảnh mà có xuất hiện màu xanh lá cây nhiều, tuy nhiên thì ở phiên bản trước thì nó đã bị chuyển sang màu đỏ, nó khá là đậm, nên là cái phiên bản này nó đã fix lại cân bằng trắng tốt hơn. Cái nâng cấp cuối cùng trong cái firmware này đó là nâng cấp về khả năng sạc. Nhiều bạn có phàn nàn rằng cái con DJI Osmo Pocket này sạc khá là chậm, nên là trong phiên bản này thì họ đã sửa lại lỗi, và đối với cái gimbal của mình thì không xuất hiện tình trạng đó, mà khả năng sạc của nó cũng khá là nhanh. Và hy vọng rằng sau cái video này thì anh em sẽ có thêm một chút thông tin về cái phiên bản nâng cấp mới nhất này. Anh em hãy update ngay để có những trải nghiệm tốt nhất trên con DJI Osmo Pocket này nhé. Đối với anh em nào cần xem cái chất lượng về vlog qua cái con DJI Osmo Pocket này thì anh em có thể xem một số cái video gần đây nhất trên channel của mình. Mình đều sử dụng cái DJI Osmo Pocket này để quay cả cinematic và cả vlog nữa. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để xem những video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.